Cũng đã quá lâu, không biết bắt đầu phải kể từ đâu. Có biết bao nhiêu là điều mới lạ, đổi thay xung quanh chúng ta, nhưng mà bữa giờ không có thể nào kể ra, là tại vì không có thời gian, không có được rảnh rỗi. Bữa nay rảnh rỗi rồi, ngồi xuống, mình từ từ, mình kể cho nhau nghe. Bữa giờ là mê man sảng sảng lắm rồi, bắt đầu có dấu hiệu của sự lão hóa bắt đầu hả? Không hiểu là bản thân đang làm những cái chuyện gì. Ví dụ như tự nhiên đăng lên tuyển trợ lý rầm rộ luôn, người ta gửi mail về rầm rầm hai rầm hết, tuyển không được một người trợ lý hết sức là xuất sắc, xong mới phát hiện mình không có xô, trời mình không có xô luôn, thì lấy gì mà tuyển trợ lý làm gì. Tự nhiên cái hồi mà quá trời quá đất xô làm ngập mặt luôn, thì đi một thân một mình thui thủi không có một ai bên đời, xong bây giờ tự nhiên cảm thấy tủi nhục quá mới tuyển một chị trợ lý để đi theo để bầu bạn bên Trang. Tuyển xong mới thấy không có xô. Đó là một cái chuyện ngu si thứ nhất. Cái chuyện ngu si thứ hai là có nhà không ở, cái bắt đầu đi ra ngoài kiếm nhà. Mày đặt đua đầu ai kiếm nhà. Mà cái chuyện mình đi kiếm nhà không phải là cái chuyện ngu, mà là cái chuyện ngu là mình tưởng là mình giàu. Trời, mình tưởng là mình không có gì ngoài tiền á. Mình không thèm check tài khoản của mình luôn. Mình không thèm biết là trong đó có bao nhiêu tiền. Mình chỉ cần biết là mình lên mạng mình kiếm cái nhà, kiếm được cái nhà mình đi coi nhà, coi nhà xong mình thuê nhà là xong. Trời, mình làm như mọi chuyện nó đơn giản lắm. Xong buổi sáng đó mình kiếm được căn nhà, trời ưng ý quá. Cái xong rồi mình chưa đó mình đi coi nhà, chưa đó mình coi nhà, cái xong chiều xong là mình ký hợp đồng luôn. Xong rồi ngồi vô cái chỗ ký hợp đồng mình mới mở tài khoản nè. Trời, không có tiền, trời má không có tiền. Xong rồi cái mọi thứ nó đổ dồn vào đầu mình. Mình ngồi đối diện chị chủ mà mình ngẹn ngào. Chị, em không có tiền cả. Nó giỡn chứ chưa đến mức đó. Mình phát hiện ra tài khoản mình không có đủ tiền. Mình rồi chạy vậy ngược xuôi, mượn này mượn kia. Xong rồi cuối cùng cái hên quá, tự nhiên đùng cái lúc đó có chót, cái có tiền, cái đóng tiền nhà. Xong cái rồi đó là bắt đầu bước vô căn nhà này, bắt đầu là có những cái chuyện kỳ lạ nó xảy ra. Căn nhà rất là tiện nghi, rất là thích thú, rất là chiêu luôn. Nhưng mà biết sao, một cô gái đang nở rộ độ xuân thì như thế này mà thuê chúng một căn nhà toàn là Mỹ đen thì chẳng khác nào mà chuột rơi vào hũ gạo, có đúng không? Trời ơi, bước vô cái tòa nhà, xuống hầm giữ xe là thấy mấy anh Mỹ đen quay quần bên nhau hà rầm nhộn nhịp lắm nha. Xong rồi những cái chuyện kinh hoàng là hồi nãy đi học về cắm đầu cắm cổ vô bấm điện thoại nha, xong rồi lên thang máy nó tới chưa tới lầu của mình mà mình lao ra, xong rồi mình không thèm coi số phòng luôn, mình đi thẳng tới phòng mình luôn, mình cắm mặt cái điện thoại nè, xong rồi lấy thẻ phòng mình quẹt một cái, nó kêu một cái tét, xong rồi cái giật nảy mình, xong rồi hả hình như mình lộn phòng, cái một anh Mỹ đen mở cửa bước ra. Ôi trời ơi, ảnh cởi trần, người thì đang còn nước tắm giống như là đang tắm, cái thấy hà rầm trước nhà cái lao ra vậy đó. Trời ơi, cái cảnh tượng này là chỉ có trong phim thôi, ai vậy là có hiện ở ngoài đời thôi mà mình bị đứng hình kiểu oh my god trong một vài giây luôn, mới biết là mình lớn rồi đó, mới biết là mình đã tuổi thiếu nữ rồi, bắt đầu thấy nhảy không mày, cái mình sợ quá, mình bỏ chạy thục mạng, mình đâu có nhìn ảnh nữa đâu. Ảnh nhìn mình bằng một ánh mắt ái ngại. Đời mình đã gặp rất nhiều Mỹ đen rồi, nhưng mà chưa thấy Mỹ đen nào mà dễ thương như anh này. Trời ơi, nhìn mê. Ảnh chỉ ở dưới lầu của mình thôi. Mình có khi nào mình nên tiến tới không bạn? Mình bước chân một xuống, lòng mình bước chân xuống một cái là mình sẽ gặp cái anh này. Mình update tình hình là hiện tại mình đang ở một tòa nhà rất là thoải mái, rất là vui tươi, rất là chill, mà ở dưới còn có một anh Mỹ đen nè. Vậy thì bước tiếp theo mình nên làm gì?